Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau tại Toyota Thăng Long và tiếp tục là một mẫu xe đã xuất hiện ở trong clip trước. Lần này chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về thủ tục trả góp cũng như là những điều chú ý mà quý vị và các bạn khi muốn mua mẫu xe này. Và chúng ta sẽ đến với mẫu xe Toyota Vios. Hiện tại Vios ở Việt Nam thì đang được phân phối với 3 phiên bản bán chính hãng từ Toyota Việt Nam thông qua các đại lý. Đó là Toyota Vios E, số sàn 531 triệu, Toyota Vios E số tự động 569 triệu và bản cao nhất Toyota Vios G số tự động 606 triệu. Với mức giá này thì sau khi hoàn thiện tất cả các thủ tục chi phí lăn bánh vào, nếu mà biển tỉnh thì các bạn sẽ dao động ở trong mức từ 600 cho đến 670 triệu là sẽ hoàn thiện 3 phiên bản. Còn lại đối với Hà Nội thì sẽ là từ 600 cho đến 700 triệu. Đây là tổng thể chiếc Vios. Mọi người khi mua xe trả góp thì sẽ quan tâm nhất đó là lãi suất và thủ tục. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ về lãi suất trước. Lãi suất thì chúng ta sẽ có rất nhiều các ngân hàng cho vay, các tổ chức tài chính cho vay trả góp. Đối với xe Toyota thì chúng ta ngoài cái ngân hàng thương mại bên ngoài và ngân hàng nhà nước bên ngoài, chúng ta còn có một sự lựa chọn có thể nói là xuất sắc hơn và an toàn hơn, lãi suất thấp hơn, đó chính là tổ chức tài chính của Toyota Việt Nam. Tổ chức tài chính của Toyota Việt Nam này sẽ chỉ cho khách hàng vay trong trường hợp mà khách hàng mua xe Toyota thôi, còn không làm các dòng xe khác. Hiện tại thì lãi suất tại Toyota Việt Nam rất là thấp, nó có nhiều gói cho khách hàng tùy chọn, có thể là từ 6,99% một năm trong 6 tháng đầu. Sau đó thì sẽ dao động khoảng 10,5 đến 11% một năm trong những tháng còn lại. Hoặc là có một gói rất là tốt dành cho khách hàng mà muốn vay thời gian ít và muốn vay khoảng một nửa số tiền xe thôi. Đó chính là gói 50-50. Với cái gói lãi suất 50-50 này thì chúng ta sẽ tất toán một lần duy nhất vào cuối năm. Nhưng mà thời hạn vay sẽ chỉ được trong vòng một năm thôi. Giả sử khách hàng thiếu 100 triệu, chúng ta sẽ vay 100 triệu. Đến cuối năm mình tất toán cả gốc cả lãi, nó sẽ chỉ rơi vào là 108 triệu thôi. 200 triệu thì mình sẽ thanh toán là 216 triệu cả gốc cả lãi, rất là rẻ. Thủ tục thì không có gì cả, quý vị chỉ cần chứng minh thư nhân dân, sổ khẩu, đăng ký kết hôn nếu đã có gia đình, hoặc là chứng nhận độc thân trong trường hợp mà chúng ta chưa kết hôn. Còn về thủ tục thì nhìn chung thủ tục mà khi mua xe trả góp ấy, quý vị các bạn sẽ cần phải có hai loại giấy tờ. Một đó là về giấy tờ pháp lý thân nhân, đó chính là chứng minh thư nhân dân gốc này, căn cước công dân này, và sổ hộ khẩu, chứng nhận độc thân nếu mà chưa kết hôn, hoặc là đăng ký kết hôn nếu đã có gia đình. Các bạn lưu ý là trong trường hợp mà chúng ta đã có gia đình ấy, thì bắt buộc cả vợ cả chồng sẽ đều phải có mặt ở Việt Nam ở thời điểm mà chúng ta ký cái giấy xác nhận vay vốn. Ví dụ trường hợp mà vợ đi xuất khẩu lao động ở xa, cái đó chúng ta phải trao đổi trước với ngân hàng để tìm hướng giải quyết. Còn về giấy tờ chứng minh thu nhập thì các bạn sẽ có hai cách để các bạn chứng minh. Một là chứng minh theo thu nhập đều đặn hàng tháng. Tất cả các ngành nghề thực tế có hoạt động thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có phương án để chứng minh. Thậm chí là không cần phải đăng ký kinh doanh hoặc là không cần thang bảng lương gì cả. Miễn là sao các bạn có thu nhập thực tế, ngân hàng sẽ tìm cách hỗ trợ để hướng dẫn các bạn về khoản chứng minh thu nhập. Hoặc phương án thứ hai là chúng ta có những cái tài sản đảm bảo khác, ví dụ như là sổ tiết kiệm này, sổ đỏ này, nhà đất này, cho vay này, bảo hiểm này. Đó là một số các loại về liên quan đến thu nhập. Nghe thì có vẻ khá khó khăn, tuy nhiên thì cái thủ tục mua xe trả góp hiện tại ở Việt Nam ấy nó rất là đơn giản. Nếu mà cần tư vấn hơn chi tiết, tính bảng lãi, số tiền trả gốc, trả lãi như thế nào, các bạn có thể liên hệ số hotline bên dưới nhé, để được trợ giúp. Chúng tôi cam kết là sẽ tư vấn cho các bạn một cách chi tiết nhất, chính xác nhất và lúc nào cũng sẽ ưu tiên lãi suất rẻ nhất cho các bạn. Alo ngay để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở trong những video tiếp theo.